Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3. Và thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang tường trình đến chuyện đó là có một bà nữ thẩm phán à, hiện nay đó bà đang bị đình chỉ chức vụ, không được nhận lương và đang chờ cái phía mà giống như là cái hội đồng cấp trên đó bây giờ họ sẽ à, xem xét hết tất cả những cái sai phạm của bà và đưa ra quyết định là có rút bằng bà vĩnh viễn hay không. Thì ngoài cái chuyện là bà ngồi bà chơi phone xong rồi bà text với cái ông cảnh sát ở ở trong cái courtroom đó thì họ còn phát hiện là khi mà bắt đầu về dần cuối cái phiên tòa đó bà những cái text của bà đó bắt đầu nó dài ra thêm là tại vì <cười> <cười> tại vì họ giống như là họ bàn bạc về giống như là cái, cái 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 mức hình phạt cho mỗi một cái tội thì bà giải thích cho cái ông cảnh sát kia đó là à, bà sẽ uh, chọn cái 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 tội truy tố này tại vì tính ra đó thì cái mức án nó sẽ thế này thế nọ thế kia là lại là một cái sai phạm nghiêm trọng đó là trong uh, cái vụ án chưa kết thúc mà lại đi bàn luận về cái kết quả giống như là bạn cho người khác biết về cái kết quả này thì là là một cái sai phạm thêm nữa và cái ông cảnh sát đó lại kêu chứ ồ đúng rồi cái tội này cũng không có cái gì nặng cho nên là chắc ở bốn năm năm là vừa rồi thì cho thấy là hai người này đó giống như cái quan điểm về đạo đức của họ có vấn đề rất là trầm trọng thì được biết là Trước khi cái chuyện này xảy ra đó thì bà cũng mới chỉ vừa được à, bổ nhiệm à, giữ cái chức thẩm phán của quận Lincoln mới có 3 tháng thôi. Vừa được lên giống như là 3 tháng trước và đây là một trong những cái vụ đầu tiên mà bà xử mà bà lại có cái hành vi à, vi phạm đạo đức như thế này. Và quay sang tình hình biến động ở vùng Trung Đông ông ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đang có mặt ở Tel Aviv, thủ đô của do Thái và sẽ hội kiến với ông thủ tướng do thái netanyahu trong ngày hôm nay đồng thời ông cũng gặp các giới chức do thái để thảo luận tình hình cái vai trò của hoa kỳ hiện nay rất vô cùng khó khăn và tế nhị ở vùng trung đông một mặt đó là ông biden rõ ràng bởi vì cái áp lực của phía do thái và Do Thái là đồng minh mạnh mẽ nhất đối với Hoa Kỳ và Hoa Kỳ lẽ đương nhiên đồng minh hỗ trợ Do Thái trong suốt thời gian qua. Đó là mặt phía Hoa Kỳ với Do Thái. Nhưng mà đồng thời đó để mà giải quyết cái vấn đề chiến tranh tránh nó leo thang và lan rộng hơn đó là phải đi từng bước rất quan trọng đối với mối quan hệ với Ả Rập Saudi, và kể cả iran nữa iran vẫn là kẻ thù địch đối với hoa kỳ nhưng mà đối với ả rập saudi thì ả rập saudi đang trong thời gian qua có những bước tiến về ngoại giao để nối lại các mối quan hệ thù địch với iran cái vấn đề iran với ả rập saudi chúng tôi đã đề cập đến rất nhiều cũng là hai quốc gia hồi giáo nhưng mà họ thù địch với nhau hồi giáo nhưng mà có hai hệ phái, một bên là Shia là Iran, một bên là Sunni là Ả Rập Saudi. Thù anh em trong nhà mà thù với nhau truyền kiếp. Thế nhưng thù thì thù, nhưng mà về mặt kinh tế, về mặt vấn đề xã hội và bất tiến của cả thế giới ngày hôm nay khiến cho Ả Rập Saudi không thể nào tiến tới vấn đề mà phát triển đất nước mà không có sự uh, ngoại giao đối với Iran, chúng ta cũng biết là cái con đường biển đó, để mà đưa dầu ra khỏi cái vùng biển là phải đi qua cái biển của Iran nữa. Cho nên nói gì thì nói, Iran vẫn là một cái con bài vô cùng quan trọng cho vùng Trung Đông. Cho nên một mặt đó là ông Blinken đến do Thái để bày tỏ mối ủng hộ nghĩa là 100% đối với do Thái. Nhưng mà cái khó khăn của Hoa Kỳ hiện nay là các con tin của Mỹ vẫn còn nằm trong tay của Hamas. Bất cứ động tĩnh nào, nếu mà Hoa Kỳ mạnh tay quá đó là con tin này chết. Cho nên chúng tôi đề cập đến việc con tin là cái lá bài vô cùng quan trọng của Hamas hiện nay. Trên 150 con tin đang bị giam và đây mỗi một con tin là một cái cục vàng cho hamas để mà họ thương lượng do thái thì tuyên bố âu động binh nghĩa là khủng khiếp luôn rồi sẽ bắt đầu tiến tới cái việc mà tràn vào giải gaza để tiêu diệt hamas nhưng mà hamas nói ngày hôm qua hamas tuyên bố thẳng thừng mà bring it on chơi đi bởi vì lẽ đương nhiên là hamas chết nhưng mà con tin của do thái con tin của mỹ cũng chết theo điều đó phía do thái có sẵn lòng để trao đổi hay không thì cái thế của ông blinken ngày hôm nay đến vùng tel aviv ở do thái đó rất là khó khăn một mặt đó thì ông ủng hộ do thái nhưng một mặt mặt đó lại thuyết phục do thái đừng làm quá tây bởi vì do thái làm quá tây thì những cái quốc gia chung quanh bao bọc do thái, Lebanon, Jordan, Ai cập, Ả Rập vân vân đó, họ không hài lòng, họ không đồng ý. Mặc dầu ngay bây giờ đó họ không ủng hộ Hamas hoàn toàn, nhưng mà họ, họ ủng hộ người hồi giáo Palestine, Ả Rập ủng hộ Iran, Ả, Iran ủng hộ mà Iran ủng hộ luôn cả Hamas nữa. Cho nên cái vị thế của Hoa Kỳ một mặt là vẫn ủng hộ, nhưng mà tránh leo thang chiến tranh thì cả thế giới ngày hôm nay họ bắt đầu nghĩa là thảo luận dữ dội lắm. À, trong phần tin tức nổi bật chiều nay lúc 5 giờ chúng tôi sẽ đề cập thêm nữa các nỗ lực hiện nay và cái thế khó khăn mà Hoa Kỳ đi và do Thái đang đương đầu bởi vì do Thái cũng muốn tiến tới hòa bình với Ả Rập và Iran nữa. Thì um, cái vị thế hiện nay đối với ông Anthony Blinken uh, một ông nói rằng cái số người Mỹ thiệt mạng tính đến giờ phút này là 25 công dân Mỹ trong đó có những người mặc dù sinh ra ở Do Thái sinh ra ở Jerusalem ở Tel Aviv nhưng mà họ sang Mỹ sống một thời gian dài làm việc ở Mỹ và trở thành công dân Mỹ họ bay về uh, uh, Do Thái để mà tham gia cái đại nhạc hội vừa qua trong cuối tuần vừa qua thì xảy ra với vụ tấn công này và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị mới đây có 6 người là thành viên của một cái giáo phái ở tại cái thành phố gọi là Duluth ở tiểu bang Georgia tất cả đều là người Nam Hàn đó bây giờ những người này bị bắt vì cái tội đó là à, giam giữ trái phép sau đó hành hạ đánh đập một người phụ nữ khác và bỏ đói cho đến chết thưa quý vị và bởi vì cái bà nạn nhân này đó có thể là đã bị cái giáo phái này chiêu dụ vào rồi sau đó trở thành giống như là con mồi của chúng thì đây là hình ảnh của năm người bị bắt rồi sau đó có bà mẹ của một trong những cái tên này nữa thưa quý vị tổng cộng là 7 người nhưng mà có một người đó là mới có 15 tuổi cho nên là cảnh sát họ không có đưa hình. Thì mọi chuyện bắt đầu đó là vào tối ngày 12 tới tháng 9 này thưa quý vị à, cảnh sát ở Duluth họ nhận được một cái cú điện thoại à, gọi từ, à, đến một cái parking lot ở tại đây à, nói là có một cái thi thể nữ bị bỏ trong một cái cốp xe. Thì đây là cái xe đó thưa quý vị thì cảnh sát họ đến à, và à, thứ nhất họ nói là cái cú gọi đó là của một người ở trong một cái cửa tiệm gọi là Jeju Sauna. À, tiệm này do người Nam Hàn làm chủ. Thì họ đến và cái người gọi tên là Eric Yoon, 26 tuổi. À, chúng tôi không có hình của cái ông đó nhưng mà cái ông này cũng bị bắt trong cái đám này rồi. À, thì bây giờ đó, phía cảnh sát họ nói là khi đó Eric Yoon khai là ổng đậu xe ở đây. À, không hiểu tại sao lại bỏ xe ở đây. Rồi kêu người nhà đến rước thì trong lúc mà đi đó thì phát hiện là quên đồ cho nên là quay trở lại để mà lấy thì khi mà lấy đồ ổng nói là ổng mở cái cốp xe lên thì lại thấy một cái thi thể nữ nằm ở trong xe à, ý ổng bảo là lúc ổng đậu thì không có nhưng mà sau khi mà đi có một hồi đó thì ai đó đã nhét cái thi thể nữ này vào xe của ổng à, cho nên là ổng gọi cảnh sát và sau uh, uh, gần một tháng điều tra Thì phía cảnh sát uh, sáng ngày hôm nay Cũng xác nhận Cái thi thể nữ là là một phụ nữ nam hàng Thưa quý vị Họ trô 33 tuổi Và đặc biệt đó uh, khi mà giảo nghiệm tử thi Thì uh, nạn nhân chỉ có cân nặng 70 pound thôi so quý vị bị suy dinh dưỡng nặng và cảnh sát nghi ngờ đó là cái nguyên nhân khiến cô bị chết nhưng mà bây giờ vẫn cần cái kết quả từ văn phòng giảo nghiệm tử thi thì quay trở lại cái chuyện báo án cái 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 đêm hôm đó thì đương nhiên cảnh sát họ nghe như vậy đó họ thấy chắc thấy khả nghi với lại nhiều khi cái lời khai không có đúng cho nên là họ đã ngay lập tức xin lệnh khám xét nhà của cái người báo án và họ đã phát hiện được cái gì thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này kính mời quý vị theo dõi